Từng thua Sinner ở vòng bảng và chỉ có suất vào vòng knock out nhờ đàn em Italy thắng Hoserun. Nhưng Djokovic thể hiện phong độ khác biệt hoàn toàn ở chung kết. Tay vợt Serbia áp đảo đối thủ chủ nhà như cách từng làm trước Carlos Alcaraz ở vòng bán kết để bảo vệ thành công danh hiệu tại Turin. Qua đó vượt qua Roger Federer về số lần đăng quang tại sự kiện cho 8 người hay nhất năm. Kịch bản trận chung kết không khác nhiều so với bán kết 2 khi Djokovic áp đảo đàn em trong cả hai set. Ở set đầu, tay vợt số 1 thế giới thắng 20 trong 22 điểm giao bóng và đưa bóng 1 vào sân tới 73%, chỉ mắc 2 lỗi tự đánh hỏng. Sinner, vì thế, không có cơ hội trở lại sau khi mất game giao bóng đầu set thua 3-6. Tay vợt Italy rất muốn mang đến niềm vui cho khán giả nhà, đồng thời ấm khoản thưởng kỷ lục 4,8 triệu đô la Mỹ cho nhà vô địch bất bại. Nhưng Djokovic mà anh gặp ở chung kết không còn là Djokovic ở vòng bảng. Nole ở các trận đấu quan trọng tàn nhẫn hơn nhiều. Khi đối thủ chưa kịp gượng dậy sau set thua đầu, anh sớm tận dụng break point đầu set 2 để đưa trận đấu vượt xa khỏi tầm kiểm soát của Sinner. Sau khi vất vả cứu những break point ở game giao kế tiếp, Sinner tìm thấy hy vọng ở game 6 set 2. Nhưng ở những break point, Djokovic giao bóng tốt và thoát hiểm. Phong độ giao bóng của Nole trận này cũng đạt đỉnh, khi anh có tới 13 cú A và đạt tỷ lệ thắng điểm bóng 190%. Sinner sau đó kiên cường giữ game giao dài 16 phút, rồi dẫn 30-0 trong game của đàn anh. Nhưng Djokovic không dao động trước sức ép từ đàn em. Anh giữ game để dẫn 3-5, rồi khiến Sinner tự thua ở game 9 bằng lỗi kép. 17 lỗi tự đánh hỏng cả trận khiến tay vợt 22 tuổi tan mộng đăng quang trước các khán giả nhà. Djokovic khiến Sinner nhận thất bại duy nhất tại ATP Final 2023, gia tăng tỷ số đối đầu với tay vợt Italy lên thành 4-1. Trong 9 lần vào chung kết tại sự kiện danh giá này, Nole thắng tới 7. Anh vượt qua Roger Federer để độc chiếm kỷ lục về số lần lên ngôi tại ATP Final. Djokovic khép lại mùa giải cá nhân một cách viên mãn, khi nối dài kỷ lục 8 lần kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới và trở thành người đầu tiên cán mốc 400 tuần trên đỉnh bảng ATP.